đây nhá, nó lên tận tây tận đúng trạm bơm xăng xí nghiệp thủy lợi Thạch Thất ý, xong lên sông Tích, sông Tích trạm bơm tiêu, trạm bơm tiêu của xăng. Lúa đấy, chứ người ta đại ở kia giữa người ta ra đời đại thì nó ô nhiễm, nó tháo giật bạ xuống chạm bơm đến nước nhiễm khuẩn, lá vắng đang bị nhiễm khuẩn, thì đây là cái phun thuốc nhiễm khuẩn nên là mới đỡ.